Kính thưa anh chị em, trong ngôn ngữ của người Việt Nam chúng ta có nhiều cách dùng để diễn tả cái chết của con người. Người ta tránh không muốn dùng đến chữ chết, bởi vì chết là một điều gì u ám, não nề, làm cho người ta sợ hãi. Cũng là cái chết, nhưng dùng một ngôn từ khác để diễn tả, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn và cho chúng ta thấy niềm hy vọng qua cách sử dụng ngôn từ ấy. Một số những người lương dân, nhất là những người ở phía Nam, khi nói đến cái chết của một người thì người ta gọi người ấy đã mãn phần. Mãn là hết, phần là một khoảng thời gian, một phần thời gian ông trời ban cho người đó ở trên cuộc đời này. Có người 100 năm, có người 70 năm, có người trẻ hơn. Khi một người đã nhắm mắt xuôi tay, người ta gọi người đó đã mãn phần. Người Việt Nam chúng ta khi nói đến sự chết, chúng ta cũng dùng chữ qua đời. Qua đã đi ngang qua cuộc đời, đời là cuộc đời này. Mỗi người có một thời điểm đi ngang qua cuộc đời này. Có một điểm xuất phát và một điểm kết thúc. Điểm xuất phát là vào giờ phút sinh ra, điểm kết thúc là vào giờ phút nhắm mắt xuôi tay qua đời. Cuộc sống của con người dù 100 năm cũng chỉ như một thoáng qua, đi ngang qua cuộc đời như một người lữ khách. Cái chết cũng được diễn tả như là tạ thế. Tạ là tạ từ, là tạm biệt, thế là cuộc đời. Mỗi người khi nhắm mắt xuôi tay dường như là nói lời tạm biệt cuộc đời. Một người nào đó đã tạ thế, tức là người ấy đã chào tạm biệt cuộc đời này. Người Công giáo chúng ta trong ngôn từ cổ xưa cũng dùng một từ rất ý nghĩa, và giờ chết người ta gọi là sinh thì. Thì là thời điểm, sinh là được sinh ra. Khi chết đi là khi sang một cuộc sống mới, khi sinh hạ để rồi bước sang một phong cách sống mới, một thể loại cuộc sống mới. Tất cả những điều vừa được trích dẫn cho chúng ta thấy trong quan niệm của người Việt Nam chúng ta rất gần gũi với giáo huấn của Chúa Kitô, của Giáo hội về sự sống, về kiếp nhân sinh. Nói đến sự chết, chúng ta còn diễn tả một cách rất đặc biệt, ý nghĩa sâu xa, đó là một người đã về nhà cha. Đối với những người châu Âu thì khái niệm về sự chết cũng mang đầy niềm hy vọng. Một người đã chết, người ta nói rằng người ấy đã lên đường. Hoặc là một người đã chết, người ta nói rằng người ấy đã hoàn thành phận sự của mình. Như thế, chúng ta đều thấy có cái nhìn giống nhau khi nói về cái chết là vẫn còn, chết mà vẫn còn, chết là chuyển biến, chết là lên đường. Và đối với người tín hữu Công giáo chúng ta, chết là về nhà cha. Chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa đọc. Chúa nói với các tông đồ trong bối cảnh các ông đang lo sợ, bởi vì các ông nghe thấy Chúa nói về cuộc khổ nạn của người. Sau bữa tiệc ly, Chúa nói với các ông những lời tâm huyết, tâm tình thầy trò. Chúa động viên khích lệ các ông, và Chúa cho biết người sẽ bước vào cuộc khổ nạn. Các ông hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Chúa nói với các ông, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, vì trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nói đến nhà là nói đến quê hương, nói đến nhà là nơi đầy kỷ niệm, nói đến nhà là nơi có mẹ, có cha, có anh em, là những người thân thương đang chờ đợi. Ở đời này khi chúng ta đi đâu xa,
mà mỗi khi chúng ta được trở về nhà, đó là hình ảnh gợi lại cho chúng ta niềm thương nhớ, tình cảm và sự sum vầy luôn luôn là một hình ảnh rất ấn tượng và tốt lành, làm cho lòng chúng ta ấm áp. Cũng thế, người tín hữu Công giáo, một người vừa nằm xuống, chúng ta nói rằng người ấy đã về nhà cha, tức là chúng ta dựa vào giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta để dọn chỗ cho chúng ta, và khi người dọn chỗ cho chúng ta rồi, người sẽ trở lại để đưa chúng ta đi với người. Như thế là người tin vào Chúa Giêsu, Chúa ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó với người. Trong giáo huấn của Tin Mừng với lăng kính đức tin Kitô giáo, chúng ta nhìn sự chết một cách hoàn toàn khác hẳn. Bởi vì chết là sum vầy, chết là về nhà cha, chết là về quê hương vĩnh cửu, chết là lên đường với Chúa, chết là biến đổi từ thân xác hữu hạn trở thành bất tử, từ cuộc đời tạm này đến cuộc đời vĩnh cửu mà Chúa dành sẵn cho những ai yêu mến người. Bài sách thánh thứ nhất, Trích sách Khôn ngoan, cũng cùng chung một tư tưởng, nói lên sự khác biệt giữa cái nhìn trần thế, cái nhìn vô thần với cái nhìn Kitô giáo. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Dưới con mắt của người đời thì những người đã chết dường như đi về cõi tiêu diệt, nhưng thực ra họ vẫn sống bên Chúa. Như thế, đến với Chúa, ở với Chúa, về nhà Chúa chính là đích điểm của người tín hữu Công giáo chúng ta. Chúa Giêsu còn nói với chúng ta để giúp cho chúng ta khỏi những băn khoăn thắc mắc. Có thể nhiều người đặt ra câu hỏi rằng về nhà cha là hạnh phúc vô bờ tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta, những con người yếu đuối, những con người còn nhiều tội lỗi, làm thế nào để về nhà cha được? Chúa nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Như thế, muốn về với Chúa Cha là phải trở nên giống Chúa Giêsu, đi trên con đường Chúa Giêsu, coi Chúa Giêsu là lý tưởng cùng đích của cuộc đời mình. Muốn về nhà cha thì phải luôn luôn tuân giữ những gì Chúa Giêsu đã dạy, đồng thời để cho giáo huấn của Chúa biến đổi, cải hóa cuộc đời của mình mỗi ngày. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho bà cố Maria, 84 năm sống ở thế gian, gần một thế kỷ, bà cố đã trải qua nhiều chế độ, nhiều thăng trầm của cuộc sống, nhiều vui buồn và gian nan thử thách. Trong tất cả những thăng trầm ấy, bà cố vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa, tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta cầu nguyện và lấy lời Chúa Giêsu làm nguồn an ủi, động viên chúng ta. Như lời Chúa mời gọi các môn đệ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, bà cố Maria suốt đời tin vào Chúa, tin vào Đức Giêsu. Chúng ta tin chắc rằng Chúa sẽ ban phần thưởng cho bà cố trên nơi vĩnh cửu. Chúng ta dâng thánh lễ này cũng là dịp để cho những người còn sống suy tư về ý nghĩa, giá trị của cuộc sống con người. Nếu chúng ta dùng chữ mãn phần để diễn tả cái chết, thì mỗi người chúng ta cũng phải đo lường cái khoảng thời gian Chúa ban cho chúng ta ở trên đời này quả là hữu hạn. Con người ta chỉ tiêu dần để hết cái khoảng đó thôi. Ông trời ban cho con người chỉ có cái khoảng thời gian như thế, và con người chỉ sống một lần trên thế gian. Biết rằng mình chỉ sống một lần trên thế gian, ai cũng phải cố gắng để sống tốt, để sống hiền lành, để sống hài hòa trước mặt Thiên Chúa và trước mặt tha nhân. Nói đến cái chết là một sự biến đổi, như một tác giả đã nói, đối với người Công giáo thì không bao giờ là chết cả. Bởi vì khi sinh ra lòng mẹ
đó là họ sinh ra lần thứ nhất từ lòng mẹ để vào mặt đất này. Khi qua đời là họ sinh ra lần thứ hai từ lòng đất để về quê hương vĩnh cửu. Chính vì ý thức, ý nghĩa cuộc sống của con người như thế, chúng ta là các Kitô hữu hãy vững tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô. Nói như thế, nhưng mà con người tình nghĩa, họ hàng thân thiết máu mủ, đã cùng nhau đồng hành trong cuộc sống bao nhiêu năm vui buồn. Khi chia tay người ở người đi, không phải là không thương tiếc. Chính vì vậy, chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để thân nhân gia đình của bà cố hiểu ý nghĩa của sự chết, để biết rằng mẹ mình, bà mình, cụ mình không phải đi về cõi tiêu diệt, nhưng về nhà cha. Về nhà cha vĩnh cửu, không phải là về với hư vô, nhưng mà được sống mãi mãi bên Chúa. Đó cũng chính là lý tưởng của mỗi người tín hữu chúng ta. Amen.